Bởi người ta ở đây xem nè. Tôi bắt đường năng xem chùa bà con ơi. Hay đó, đừng có xem chùa nữa. Sắp đi. Hey, yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay chờ tiếp tự game Onsite Defense nha. Thì hôm qua chắc anh em đã coi được cái sức mạnh của Madaga rồi đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu gọi là vác con Madaga này vô trong cái Infinity Mod để cho anh em coi cái sức mạnh mà thực chiến của nó như thế nào. Thì đội hình hôm nay thì đơn giản thôi, mình sẽ đặt 4 cái nhà farm hoặc là 3 cái nhà farm đó để mình cố gắng farm thật là nhiều. Sau đó chúng ta hãy cùng đặt những cái con Madara này ra để thử coi là chúng ta có thể đi được xa đến đâu. Thì với cái sức mạnh như thế này thì con Madara để nâng nó lên thủ E được á, thì nó cần tới cấp độ cuối lần. Nên mình sẽ nhờ con Zenoth thủ E giùm đó, nhưng mà tới khúc cuối mình cũng sẽ bán Zenoth nhé, tại con Madara mình nó thủ E được. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cho mấy thằng đệm đem support theo, và Madara của mình á, thì nó sẽ được đem cái up rank. Bởi vì đây không phải video review nên mình sẽ gắn up rank cho nó mạnh nhất có thể. Rồi thì không nói nhiều nữa, hãy cùng bắt đầu video để thử coi là con Madara của chúng ta có thể giúp mình đi xa đến đâu. À, là 4 người cùng đem Madara hết nha anh em. Bắt đầu video thôi. Bạn cần mua robot giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ cày hơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi đó mà, hiện tại là chúng ta đang ở cái quay thứ 33 nha anh em. Thì tại vì cái con Madara này của mình thì nó có giá tiền nó cũng mới đắt. Là chúng ta còn phải đợi quay cao cao xíu quá, nó trâu anh em mình đánh dễ anh em mà có vẻ là khó mà đánh được, tại mấy anh em mà đặt quân cao quá. Đó, nó sợ là nghe tí nó lủng quân nó AFK kiểu gì nó sợ quá nó đặt quân sớm anh em. Thì ở đây là chúng ta có thấy được có một cái sự góp mặt của con tổng thống Mỹ nè, nó sẽ giúp cho cái trận đấu của chúng ta gọi là lên được cái quay cao hơn, do là cái tiêu chiêu nó sẽ câu giờ thêm một ít. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đặt cái con mà anh em mình xem con Zenoth cái không hơn, anh em thấy con Zenoth ngu đần của mình anh em nói mình chết. Rồi thì hồi nãy con Zenoth mình đặt chậm nghe anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt Madara nghe anh em. Madara của mình thì nó có rắn cái up rank nên là phải nói là nó khá là thân thiện với cái chỗ đặt anh em ạ. Gần như là anh em đặt sao cũng được, anh em đặt ở trong map phút này đặt sao nó cũng gọi là có thể gọi là đánh full map hết, nên là anh em cứ thoải mái nha. Con Madara thì mình sẽ chọn cái vị trí ngay đây để dễ dàng cho mấy thằng em mình nó búp. Rồi bây giờ thì mình sẽ up lên một vài cấp độ cho anh em coi nhé. Mara của mình cấp 81 để kêu mấy mày đặt thử con Mara của tụi mày cấp mấy. Để có gì tí mình nâng mát á, anh em sẽ thấy được cái độ mà lệch đam của mấy Mara này. Đó, để coi nó lệch có nhiều không. Rồi đặt vài Mara cho mọi người coi thử coi là cái lượng đam có lệch hay không. Đây có một thằng em mình nó đạt cấp là 62 anh em. Có một thằng là nó 66 nó gắn cái up lửa. Thì tí anh em mình hãy cùng coi thử coi là khi mà up max cấp á, thì tụi nó có lệch nhiều không nhé. Ôi thằng này cấp 80 thì chắc là cấp 80 không lệch cấp mình là nhiêu đâu. Rồi thì nói chung là nguyên cái quân đoàn của chúng ta thì cấp độ của nó sẽ là hơn hơn 60 nha anh em. Đó anh em cứ cho vậy đi để cử coi là nguyên cái binh đoàn của chúng ta thì lên được bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ up max cấp một con trước nha anh em, để cho anh em coi thử coi là con Madara này ở trong cái map này khi mà up max cấp với thêm cái up rank thì nó sẽ kinh khủng như thế nào. Rồi thì mới có đặt up lên cái cấp độ ôi mấy anh em mình có một thằng nó đẩy mát cấp sớm rồi thôi cho bà nội đi. Rồi up lên cho anh em coi ở đây để coi cấp độ 11 nè, tốn cũng nãy hơi bộn tiền đó anh em, mà hơn mà chúng ta có đem nhiều cái nhà máy farm nên là cũng khá là thoải mái. Đây thì đây là cái cấp độ cuối cùng của chúng ta nha các bạn, cấp độ cuối cùng của chúng ta sẽ gọi là cho mình là 152.8 rank. Đấy, cái đăng thì anh em có thấy nè, rất là friendly các bạn, đấy rất là dễ chịu anh em, không cần thật là nếu mà anh em xài Madara thì tôi nói thật nha, nếu mà anh em xài Madara mà đi chơi game này á thì chắc là không có cần phải đến cái con bút rang đâu, mà thôi cứ cứ bút rang đi, nó không cần thôi chứ cứ bút rang cho mọi người coi thử coi là nó có như nào. Đấy rồi thì khi mà bút rang lên thì con Madara chúng ta sẽ được cộng thêm 1/3 cái số lượng rang của anh ta nữa, nâng cái số lượng rang của anh ta lên là 206 rank nha anh em. Thì 206 hồi nãy là 100 mấy rank là nó đã bao map rồi, thì 206 rank thì nó bao gần như là nguyên cái đảo luôn anh em. Mà anh em có thấy được cái lượng rank của nó, thì cái điều này chứng minh á là cái con Mara này ở trong cái map food này nó rất là thân thiện. Nó thân thiện ở chỗ là anh em có thể đặt ở khắp mọi nơi hết, chỉ cần mà nó bút được được đó, nó có thể gọi là chia những cái vị trí ngon hơn cho những cái con DPS khác. Mà tôi nói thật là anh em mà sạc Mara thì cần cái đéo thêm mấy con DPS khác đúng không? Đó, anh em cần cái gì mà sử dụng mấy con mà gánh tem khác. Đó, mỗi con Mara này thôi đủ anh em. Rồi, sẽ cùng coi thử coi là cái cấp độ chênh lệch của cái con Mara này thì nó có ảnh hưởng như tới cái lượng đam hay không nhé. Thế đây mấy đợi mà nó cũng đã up lên cái cấp độ gần là ngon hết anh em ạ. Nãy mình tính kêu một thằng đem cái con cấp 1 cho anh em coi, nhưng mà thôi cái vấn đề đó nó cũng không hay nên anh em. Vô đây ai cũng không muốn tham đam đem con cấp 1 thì nó cũng hơi kỳ. Đấy thì thằng em mà gắn cấp lửa của mình này, anh em nó sẽ có là 1.270.000 đó, 1.270.000. Thằng cấp 62 thì nó sẽ là 1.230.000 đó.
còn thằng mình là một một triệu ba 80, còn thằng này là 1.375 đó. Thì cái cấp độ chênh lệch của nó là khoảng là một cấp, thì anh em ở up max cấp thì nó sẽ được lệch nhau khoảng là, mình thấy là hình như là khoảng 13.000 dam. Tức là anh em up một cấp là nó sẽ lên được 13.000 dam khi mà anh em nâng lên cấp độ cuối cùng. Hoàng thì mình coi kỹ lại thôi, không hoa anh em chữ mình chết. 7 lên 83, 85 lên 83 là 8.000 dam rồi, 8.000 dam một cấp. Đó thì anh em up lên một cấp độ là nó sẽ tăng 8.000 dam. Nghe có vẻ không nhiều mà anh em up lên khoảng 80 cấp là 88 là 64 là 640.000 thì nó rất là nhiều nha anh em. Còn nếu mà lên mấy cấp cao hơn thì cái tỷ lệ phần trăm sẽ cộng ít lại. Nhưng mà ý mình nói ở đây á là cái cấp độ của Mara này khi mà anh em nâng lên một cấp thì nó lệch nhau rất là nhiều. Đó, anh em có thấy được là cái sự mà mặc dù thằng em mình là cấp 66 nè, chỉ so với mình thôi là nó cũng lệch nhau gần 100.000 dam rồi. Thì nếu mà anh em ở cấp 1 mà so với một con mà cấp 100 á thì nó lệch còn biết bao nhiêu nữa. Thì anh em nên đầu tư cái con Mara nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là cho mấy thằng em mình nó set up quân cái đã, cũng như là cho đây để mình đặt ra thêm con nữa. Ở quầy thứ 41 thôi, mình đã đặt ra được hai con các bạn. Con Mara này thì thật sự là nó cần phải up lên cấp độ cuối cùng anh em. Bởi vì nếu mà không up lên cấp độ cuối cùng á thì nó không đánh e được anh em ạ. Không đánh e được thì đó sẽ một cái điểm yếu rất là lớn nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đặt cái con Mara, bạn mình nên mình tắt hiệu ứng luôn nha anh em. Con Mara này nó đánh khó chịu lắm anh em, để mình tắt cái hiệu ứng để mình đặt ra. Rồi thì thằng em mình nó bán, nó test chỗ lên anh em ạ. Thôi kệ bà nói đi, nó muốn test gì nó test, đặt đâu cũng được anh em. À nó đặt ở trên đó để hút down mà. Rồi, up cái con này lên max cấp nha các bạn. Rồi thì bây giờ hãy cùng thử gọi là boost down, boost trang lên cho anh coi thử coi là hai cái con này nó ổn như thế nào. Đặt ở dưới không biết được. Rồi, làm sao không được, nó nói. Nó đặt làm sao không được anh em. Mình là chỉ yêu cầu là nó búp làm sao mà trúng cái con của mình thôi được anh em. Thì con Ara này anh em cần phải lưu ý là úp lên cái cấp độ cuối cùng nó đánh được E, nên là anh em nên đặt ở dưới này dễ búp hơn. Ui trời, ok đi, đặt đâu không được mà mẹ khổ thế. Đỡ đặt cái này giờ bán con lỗ 600.000 nguyên lắm anh em. Đây để mình coi thử coi là cái cấp độ nào là cái cấp độ tốn tiền đó. Hình như mình nhớ là cấp độ 8, cấp độ 7. Cấp độ 7 là tốn nhiều tiền anh em. Đây. Đó, thì nãy dư được 300.000 thì mình chỉ up lên được thêm 2 cấp nữa thôi. Rồi bây giờ thì hãy cùng đợi tiền cũng như là đợi cái quay cao cao hơn để thử coi là Mara của chúng ta có thể chịu được nhiệt hay không nhé anh em. Hiện tại là cái lượng đam mình đang là 136 triệu. Rồi thì hãy cùng tua nhanh lên cái quay thứ 70 để thử coi là đội hình của chúng ta có chịu được nhiệt ở cái quay 70 hay không nhé. Bắt đầu thôi. Dream machine.
Rồi em ạ, hiện tại là chúng ta đang ở cái quay 72 nha anh em. Và đội hình của chúng ta thì nó đã bắt đầu chạy lên được rồi, tức là máy quái nó bắt đầu đủ cứng cáp rồi đó anh em ạ. Thì anh em có thấy được là cái con Mara chúng ta thì nó sẽ không có hiệu ứng siêu đốt nha. Mình muốn nhắc lại một lần nữa cho anh em thấy là tộc Uchiha thì chỉ có mỗi Itachi là có thể đốt thôi, còn lại thì mấy ông nội này không có khả năng đốt hết. Que là phát ra những mẹ mày Uchiha mạnh nhất mà không sử dụng lửa, hơi bị chán nha các bạn. Rồi thì đây, anh em có thấy được là cái đội hình của chúng ta thì nãy giờ chỉ có đây, nó mới tới đây thôi anh em, mấy con này mới quay mặt vào thôi. Còn lại thì mấy con quái chưa có con nào mà có thể đụng được tới đây hết. Quay 72 thì nó sẽ có bắt đầu quái E, thì thử coi là những quái E này nó có thể đâm được sâu đến mức nào nha anh em. Những cái quái E nó sẽ mang cái lượng máu lên đến là 280 triệu, tức là gần 300 triệu máu anh em ạ. Và có một con đang gọi là ủi khá là kinh nè. Rồi, để thử coi là nó có bị dính silo sớm hay không. Và hãy cùng xem thử coi là những cái con Mara của chúng ta thì nó có thể gọi là giúp mình kháng cự hay không. Thì đây là cái dàn Madara mà nó mới sử dụng phân thân dược ra anh em ạ. Hồi nãy anh em mình chỉ có đâu ba con thôi phải không? Nhưng mà ở cái quay 74 này mấy anh em mình đã sử dụng phân thân dược ra để đẻ được thêm nữa anh em. Thì nãy giờ là cho anh em biết được là nãy mình nâng được là 5 con. 5 con maximum cấp nha anh em. Đó, và một con thì nó đang được nâng cấp lên anh em. Thì nó chỉ mới nâng được upgrade 11 thôi. Để nâng được max upgrade thì nó cần tới 15 upgrade luôn anh em, nhưng mà vẫn ổn anh em ạ. Lượng đam nó tạo ra cho chúng ta thì mình thấy là vẫn khá là ngon. Đó. Rồi thì hãy cùng xem nè. Ở đây con boss của chúng ta đang sở hữu cái lượng máu là hai phải là 300 triệu, bây giờ nó cũng rút được nửa cái máu rồi anh em ạ. Và ở dưới này thì anh em mình nó cũng có thêm một cái con tổng thống Mỹ để câu giờ nữa, nhưng mà ở cái quay 75 này thì nó sẽ có thêm mấy con kia ra nữa, có thêm mấy con quái bay nữa, nó là sẽ hơi ngợp các bạn ạ. Thường thì ở những cái quay này nha, nếu mà những người leo top á thì họ sẽ tắt auto skip, họ giết từ từ anh em ạ. Họ tam họ đóng cái này lại, họ gọi là tam stop cái này lại thành một cái cụm nhỏ nhỏ để đam người ta đánh. Còn mình thì không, tại mình đâu có leo top đâu, mình quay video cho anh em coi thôi. Là anh em sẽ không có thể thấy được những cái mà kiểu mà như vậy nha anh em. Rồi, vậy là mình đã làm gỏi được hết 3 con quái bay ở cái quay 72 anh em. Điều này là con sạc xì ke là vẫn có thể làm được. Đó, nhưng mà con sạc xì ke thì nó làm được là lúc mà mấy con quái đâm tới đây nè anh em. Sạc xì ke là đâm tới đây nè nghe, nó mới làm được nha anh em. Còn với con Uchiha Madara này thì anh em có thể giết được cái con đó ở dưới này anh em ạ. Rồi, cái điều đó là cái điều mà mạnh mẽ hơn của con Madara anh em. Ổn. Nhưng mà mấy con quái bây giờ thì nó vẫn còn rất là trâu anh em, mặc dù là có cái rank AoE rất là khủng, kiểu như AoE chảo rất là khủng nha anh em. Nhưng mà nếu mà anh em có một cái con mà nó kiểu như này anh em, đó, nó đâm thẳng lên trước như nè, là nguyên cái dàn sao anh em không thể gây được sát thương luôn. Rồi, nhưng mà không sao, đó là cái lỗi mà silo anh em cần phải đặt cái con silo chuẩn chuẩn xíu. Rồi, bây giờ thì mọi thứ nó đã đai chua bư trở lại anh em ạ. Khi mà cái con chúng ta đánh cái chụm theo kiểu này nè, là mấy con quái này sẽ chết rất là nhanh luôn. Rồi thì có tiền mình sẽ up cái con này lên thêm một vài cấp nữa anh em ạ. Rồi cố gắng nâng cấp mấy con này lên nhiều cấp nhất có thể để nó tạo cho mình cái lượng sát thương ngon nhất, mà có vẻ như là cũng khá khó đó anh em ạ. Rồi cố lên, bây giờ hãy cùng xem. Đó, mấy con quái nè đi chung chung nhau là một phát một là chết một hàng loạt luôn anh em ạ. Đấy, còn mấy con này sở hữu cái lượng máu lên đến là đây, có cái khoảng con Titan này là nó sở hữu là 180 triệu máu anh em. Lượng đam của tụi mình ở cái quay 77 là anh em có thấy được là 15 tỷ đam nè. Mình với thằng em mình là 15 tỷ mấy nè, gần 16 tỷ. Mình thì cũng gần 15 tỷ. Có một thằng thì nó đam ít hơn là bởi vì nó đem theo cốp lửa anh em. Ở trong 3-4 người chúng ta thì sẽ có một bạn đem cốp lửa. Bạn đó là có cái lượng đam thọt hơn so với những người khác. Đó, đó là cái lý do nha anh em. Anh em nên sử dụng cái ốp đăng cho Mara thì anh em có thấy được là cái sự khác biệt của nó rất là lớn anh em. Rồi bây giờ thì những con quái đã đâm sâu đến đây rồi. Con bay của chúng ta thì nó cũng đã bị con Mara này rút đi nửa cây máu rồi. Nhưng mà do là chúng ta không có thể stack những cái con E này lại thành một cục nhỏ xíu á, nó kiểu như nó đứng đi chung nhau á, để con Mara mình trưởng đó là nó không thể nào gọi là làm gỏi ba con này cùng lúc được. Mà hãy cùng cố gắng thử coi là những cái con này đến đâu. Chúng ta vẫn còn một sự lựa chọn là tổng thống Mỹ mà, nên là chúng ta có thể lên được quay 70-80 là một điều hiển nhiên các bạn ơi. Đó. Rồi đã có một con bay phải gọi là từ trần anh em, nhưng mà con bay kia thì nó vẫn còn cái lượng máu lên đến là gần 320 triệu, rất là kinh khủng anh em. Dạ, có một cái đàn bay khác đã bơm thêm vô anh em. Ôi, đàn bay này sở hữu lượng máu lên đến là 600 triệu các bạn ơi. Thì đó là lý do mà tại sao là người ta cần phải sử dụng ba cuốn sổ để ký. Sau đó ô, có một con không bị silo anh em, nó đã âm vô nhà của mình. Dạ, thằng em mình bắt buộc phải sử dụng cái tuyệt chiêu của con tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ. Rồi, ok, tổng thống Mỹ, anh em có thấy được là cái con này không phải thằng em mình nó silo ngu, mà là tại vì nó là cái con loner tách ra các bạn. Đấy, nó tách ra hai con chứ làm gì mà nó không thể nào mà nó slow kiểu này được anh em ạ. Em thấy là nguyên một dàn này bị slow hết mà. Đó, con này là con cloner tách ra nên là rồi ok, thằng em mình thì nó cũng đã chuẩn bị được thêm cái con rau đen để gọi là cố gắng gọi là câu giờ nhiều có thể. Rồi, con E kia nó cũng đang ngậm cái tỏi đó anh em. Tức là nếu mà anh em gọi là chơi mà không auto net á nha, anh em vẫn có thể làm gỏi được
cái con bài của Quay thứ 74. Điều này là một sự gọi là mạnh mẽ hơn của cái con mà Marara so với con Satsuki. Đó, và anh em có thấy được là cái lượng đam của chúng ta thì nó sẽ rơi khoảng 22 tỷ. Đấy, cũng rất là ngon nghẻ. Đó, anh em farm khoảng chục trận là mát đam. Rồi, thì ok, đó là tất cả những gì mà anh em cần phải coi về cái con Marara này. Mình thấy là con Marara này khá là đáng để sở hữu đấy chứ. Rồi thì anh em nghĩ sao về con Marara này, cũng như là đội hình 32 con Marara của mình, thì anh em để lại comment nhé. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye. Hình như mong xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông.